Đây là cánh đồng hoa Cẩm Tú Cầu nha các bạn, tại thành phố Đà Lạt. Hôm nay mình sẽ vào đây review cho các bạn xem. Giá người lớn là 30 hả chị? Còn cho em còn là cho em á, tại nó mau lớn thôi. Vừa vào là vòng vé nha các bạn, giá vé là 30 nha. Covid đáng lẽ là phải giảm giá nha chị. Covid đáng lẽ là giảm giá đó. Covid mà ít người đi. Địa chỉ mình đây là số mấy, đường gì chị? Đọc nhanh quá nghe không kịp. Tổ 1 thôn Lộc Quý, xã Xuân Thọ, thành phố Hồ Chí Minh hả? À, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đây, hoa tẩm Cẩm Tú Cầu đây. Hoa này có nguồn gốc nước ngoài hay Việt Nam chị? Chị, hoa này nó có nguồn gốc Việt Nam hay nước ngoài? Màu tím nha, rất là đẹp nha. Quý khách đi theo lối không đạp lên hoa, xin đừng hái hoa. Mua một hoa 20k, bẻ một hoa phạt 200k. Ai mà bẻ hoa thì bị phạt 200k nha. Ai muốn mua thì chỉ có 20k thôi. Căng ha. Cánh đồng rất là đẹp nha các bạn. Bên đây là giống hoa ha, cây giống nha, Cẩm Tú Cầu 20k một cây con. À, cây con đây nè. Đây các bạn, cây con đi 20 ngàn nha, mua về bỏ vào trồng chậu bự trồng nha, qua Tết là có hoa nha, 2 tháng có hoa. Bà chủ ở đây bà bảo hành nè, nếu không có hoa bà trả lại gấp đôi nha. Ở đây có một cái bối cảnh ha, chụp hình nha các bạn trẻ, vào đây đứng là xếp hàng mà chụp hình nè, một nhóm bạn đứng là chụp chụp hình xếp hàng nè. Đó, rất là đẹp. Chắc là cái giá vé 30 ngàn là tính tiền cho mấy cái bối cảnh này nè. Đây cũng, đây cũng một bối cảnh đó, tiểu cảnh đây, một cái tiểu cảnh đây nó dành cho cô chú đeo chú rể nha, đứng trong cánh cửa này, mở cửa hé hé lên nè, một màu xanh ha, rất là đẹp. Mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Cẩm Tú Cầu rất là đẹp nha, rất là nét. Này, nấc thang tình yêu đây. Vào xem hoa xong rồi leo lên cái bậc thang nè, nấc thang tình yêu nè, đó. Cổng trời là leo lên đây mà chụp hình nha, rất là đẹp. Còn rất là nhiều nha. Mình sẽ từ từ đi qua cho các bạn xem nha. Rất là nhiều và rộng. Wow, rộng quá các bạn. Còn rất là nhiều vị trí khác để đẹp để chụp hình nha. Đây, Bà Nà Hill Đà Nẵng đây. Bàn tay đây, hiện thời rất là đẹp. Đây, bàn tay cái cầu vàng này rất là đẹp. Đi đến Đà Lạt nè, bỏ ra khoảng 7 cây số, 8 cây số, 9 cây số gì đó ha các bạn. Đến đây ha, khám phá trải nghiệm cánh đồng hoa. Giá vé chỉ có 30 ngàn thôi nha các bạn. Mắc không mắc ha, rẻ không rẻ ha, nhưng mà cũng được. 2 hectare nha các bạn. Đây, còn có tiểu cảnh nữa nè. Rất là đẹp ha. Nè, khách đang vào rồi các bạn. Không được đi Bà Nà Hill ha, qua đây quay cái này đi, coi như đi Bà Nà Hill Đà Nẵng ha. Như cái này nè, nó mới lú lú lên nè các bạn. À, lú lú lên một thời gian nó sẽ được xanh như thế này. Ở đây họ kinh doanh hoa này để bán lại, bỏ mối lại cho những nơi thu mua.
bên cạnh nó làm những cái tiểu cảnh thế này để kinh doanh thêm du lịch, rất là hợp lý nha các bạn. Đây, rất là đẹp nha, trái tim màu vàng nha các bạn. Đây, trái tim màu vàng đây. Hiêu đây. Bên kia là trái tim màu đỏ nè. Đây là hoa thiên lý nha, bao quanh cái trái tim màu vàng hướng ở ngoài vào. Hoa thiên lý rất là đẹp. Đây cho các bạn xem cận cảnh nha, hoa thiên lý. Rất là đẹp các bạn. Ở đây có một cái bậc cầu thang đi xuống nè. Bên đây có một trái tim màu vàng nè các bạn. Nè, các bạn gái đang leo lên cái trái tim này để chụp hình nè. Rất là nhiều tấm hình ha. Rất là nhiều khung cảnh để chụp hình nha các bạn. Bên đây có một cái căn nhà gỗ ha, ngoài giữa cánh đồng nè. Hoa xinh đẹp nên chỉ ngắm thôi, đừng bước chân vào nhé. Ở đây có một căn nhà nhỏ nè, không biết có phải để phục vụ cho việc chụp hình hay không, hay là chỉ là phục vụ cho chủ nhà lao động. Ở đây có cái ghế cao cao này các bạn, ghế cao có, ghế thấp có nha, để tìm những vị trí tốt nhất để chụp hình ra những tấm hình đẹp. Đây có căn nhà gỗ này các bạn. Đây là khu vực những cái đồi hàng xóm nha các bạn. Có những cái nhà lưới à, để trồng hoa, trái cây, rất là đẹp. Một màu vàng nha các bạn, rất là đẹp. Một hàng thiên lý, một hàng màu vàng. Cúc xanh, cúc đỏ, cúc vàng. Đây, thiên lý đây. Đang đi ngược mặt trời các bạn. Playcam mình đang có sự cố hả? Nếu không mình sẽ bay playcam cho các bạn xem, nó rất là đẹp. Tổng diện tích ở đây là 2 hectare nha các bạn. Thả hồ đi ngắm hoa, chụp hình với hoa. Đây, cánh tay nha. Cầu vàng Bà Nà Hiêu đây. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video của mình nha. Đây là video review cánh đồng hoa hướng dương. Không phải cánh đồng hoa hướng dương, cánh đồng hoa Cẩm Tú Cầu tại Đà Lạt. Giá vé là 30.000. Nếu các bạn thích video của mình thì đăng ký ủng hộ cho mình để có mình có những cái động lực quay những video khác hay hơn cho các bạn.